là giữa trưa là vắng vẻ này, có ai gửi giấy cho mình sợ sớm dở ra. Là đến lúc dở ra thì thấy ghi cái tên của anh ấy, quay ra nhìn thì thấy đi mất rồi. Khi mà quyết định để đến với anh ấy cũng không hẳn là vì tình yêu âm nhạc đâu, đó là tình cảm thật sự. Còn âm nhạc tôi chỉ thấy anh là một người tài nhưng mà cũng rất là vất vả, thế nên là tôi vẫn chọn cái con đường đó bởi vì tôi nghĩ là tôi sẽ giúp được anh. Hôm qua khi đi học về, con ngửi thấy mùi của bố bên cạnh con và con đã rất vui và con kể với mẹ, hình như là mùi nước hoa mà bố thường dùng. Khi anh mất đi như vậy, tất cả những đồ đạc của anh tôi vẫn để nguyên, không thay đổi một gì hết. Tôi muốn lưu giữ nó lại, trước mắt là cho con mà một phần là cũng động viên tinh thần cho tôi rằng anh không phải đi đâu xa cả, anh đi công tác đâu đó, xong rồi anh lại trở về với gia đình, với các con, và mọi việc vẫn như bình thường.